Xin chào mọi người, lại là Bánh Cam nè. Hôm nay Cam sẽ chia sẻ một đoạn trích ngắn trong quyển Yêu của tác giả Osho đến cho mọi người nghe nha. Và trước tiên thì Cam sẽ giới thiệu vài nét về tác giả Osho nhé. Osho là một nhân vật ngoại hạng bởi vì ông không thể được xếp vào một trường phái cụ thể nào hết. Hàng ngàn bài giảng của ông chia sẻ bao trùm mọi chủ đề, từ việc khám phá ý nghĩa tồn tại của bản thân cho đến những vấn đề khẩn thiết nhất của xã hội đương thời hay là những vấn đề liên quan đến chính trị. Osho có nói, hãy nhớ bất cứ điều gì tôi đang chia sẻ không chỉ dành cho bạn mà tôi cũng đang trò chuyện với cả những thế hệ tương lai nữa. Osho còn biết đến với những đóng góp mang tính cách mạng trong lĩnh vực chuyển hóa nội tâm thông qua thiền định. Phương pháp thiền định của Osho, Active Meditation, giúp giải tỏa căng thẳng cho thân và tâm. Từ đó mọi người dễ dàng trải nghiệm sự an nhiên, tĩnh tại trong cuộc sống thường nhật. Đoạn trích Cam chia sẻ sau đây là ở chương 5, Yêu là đau khổ và những hiểu lầm khác. Tình yêu không bao giờ khiến ai phải nếm chịu đau khổ cả. Và nếu bạn đang cảm thấy bị tổn thương bởi tình yêu, nghĩa là có điều gì khác ở bên trong bạn, không phải phẩm chất yêu thương, đang cảm thấy bị tổn thương. Chừng nào chưa nhận thấy điều này, bạn sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn. Thứ mà bạn gọi là tình yêu có thể ẩn giấu nhiều điều không phải là tình yêu. Tâm trí con người vốn rất khôn khéo, xảo quyệt nè, khi lừa dối người khác và tự lừa dối chính mình. Tâm trí phủ lên những thứ xấu xí bằng lớp nhãn mác xinh đẹp, che đậy vết thương của bạn bằng những bông hoa. Đây là một trong những điều đầu tiên bạn phải đào sâu nếu muốn hiểu tình yêu là gì. Từ tình yêu mà mọi người vẫn hay sử dụng không phải là tình yêu mà đó là lòng ham muốn. Lòng ham muốn sẽ gây tổn thương bởi vì việc khao khát ai đó như là một vật thể chính là sự xúc phạm. Đó là sự xúc phạm, là sự thô bạo. Khi bạn hướng tới ai đó bằng lòng ham muốn thì làm sao bạn có thể giả vờ rằng đó là tình yêu? Thứ mà bề nổi trông như là tình yêu chỉ cần bị cào nhẹ một cái thôi là bạn cảm thấy ẩn đằng sau đó chính là lòng ham muốn. Lòng ham muốn là thú tính. Việc nhìn ai đó đầy ham muốn là xúc phạm, là làm nhục, là làm giảm giá trị của người đó xuống thành đồ vật, thành một món hàng. Không ai thích bị sử dụng. Đó là việc xấu xa nhất bạn có thể làm với người khác. Không ai là món hàng, không ai là phương tiện để bạn đạt được mục đích nào đó. Đây là sự khác biệt giữa lòng ham muốn và tình yêu. Ham muốn là sử dụng người khác để thỏa mãn dục vọng của bạn. Người khác chỉ bị lợi dụng và khi đã lợi dụng xong, bạn sẽ ném anh ta, cô ta. Người đó không còn là hữu ích đối với bạn nữa. Bạn đã lợi dụng xong. Đây là hành động trái đạo đức nhất trên thế gian này. Sử dụng người khác như là một phương tiện. Tình yêu chính là cực đối lập với lòng ham muốn. Tôn trọng người khác vì lợi ích của chính người đó. Khi bạn yêu một người vì lợi ích của chính người đó, sẽ không có cảm giác tổn thương. Tình yêu đó sẽ càng khiến bạn giàu có. Tình yêu sẽ khiến mọi người trở nên giàu có. Thứ hai, tình yêu chỉ là chân thật nếu không có cái tôi ẩn phía sau. Bằng không, tình yêu sẽ chỉ là hành trình của cái tôi. Đó là cách tinh vi để nắm quyền kiểm soát. Bạn phải thật tỉnh táo bởi vì khao khát nắm quyền kiểm soát này đã ăn sâu vào máu thịt của bạn. Nó không bao giờ xuất hiện trần trụi mà luôn ẩn sau những bộ cánh, những lớp trang trí thật là đẹp. Cha mẹ không bao giờ nói rằng con cái là tài sản của họ. Họ không bao giờ nói rằng mình muốn kiểm soát con cái. Nhưng đó là những gì họ thật sự đang làm. Cha mẹ nói rằng họ muốn giúp. Họ muốn con cái thông minh, khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhưng và chữ nhân đó mới là vấn đề. Nó phải diễn ra theo ý muốn của họ. Ngay cả niềm hạnh phúc của con cái cũng phải được quyết định theo ý kiến của cha mẹ. Con cái phải hạnh phúc theo kỳ vọng của cha mẹ. Con cái phải thông minh nhưng đồng thời phải dễ bảo. Đây là một đòi hỏi không thể thực hiện được. Người thông minh thì không thể nào là người dễ bảo. Và người dễ bảo phải từ bỏ một phần trí thông minh của mình. Người thông minh chỉ cần tuân thủ khi nào họ cảm thấy vô cùng đồng ý với bạn. Họ không thể tuân thủ chỉ vì bạn to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, uy quyền hơn. Người thông minh không thể phục tùng chỉ vì quyền hành của bạn đang có. Trí thông minh là thứ có tính nổi loạn và không cha mẹ nào muốn con cái mình nổi loạn cả. Sự nổi loạn sẽ đi ngược lại với khao khát tiềm ẩn của cha mẹ trong việc giành quyền kiểm soát.
Người chồng nói rằng họ yêu vợ, nhưng đó chỉ là sự chi phối. Họ quá ghen tuông, quá chiếm hữu, làm sao họ có thể yêu thương đây? Người vợ luôn nói rằng là mình yêu chồng, nhưng họ tạo ra địa ngục suốt 24 giờ mỗi ngày. Bằng mọi cách có thể, họ biến người chồng thành thứ gì đó thật là xấu xí. Người chồng sợ vợ là một hiện tượng xấu xí. Đầu tiên, người vợ hạ người chồng xuống thành kẻ sợ vợ, rồi hết quan tâm đến anh ta, bởi vì còn ai quan tâm đến một tên sợ vợ nữa. Người chồng dường như không còn giá trị, anh ta dường như không còn xứng đáng là đàn ông. Còn người chồng tìm cách biến vợ mình thành vật sở hữu, và một khi cô ấy thành vật sở hữu, anh ta không còn quan tâm nữa. Một logic ẩn chứa trong đó, toàn bộ sự quan tâm của người chồng là quyền sở hữu. Giờ thì mục đích đã đạt được, anh ta sẽ muốn thử với người phụ nữ khác để có thể bước vào một hành trình sở hữu khác. Hãy cẩn trọng với những cái tôi này, khi đó bạn sẽ tổn thương. Bởi bằng cách này hay cách khác, người mà bạn tìm cách sở hữu sẽ nổi dậy, sẽ phá hủy âm mưu của bạn, chiến lược của bạn, bởi vì không có ai yêu thứ gì hơn sự tự do hết á. Ngay cả tình yêu cũng trở thành thứ yếu nếu so với sự tự do. Tự do là giá trị cao nhất. Bạn có thể hy sinh tình yêu cho tự do, nhưng không thể hy sinh tự do cho tình yêu. Và đó là những gì mà mọi người đã làm suốt bao thế kỷ qua. Hy sinh tự do cho tình yêu. Khi đó sẽ có phản kháng, xung đột, và người ta tận dụng mọi cơ hội để làm tổn thương nhau. Tình yêu dưới dạng thuần khiết á, chính là sự chia sẻ niềm vui. Nó không có đòi hỏi đền đáp, không kỳ vọng điều gì cả. Chính vì lẽ đó, làm sao bạn có thể cảm thấy tổn thương khi không có kỳ vọng nè, bạn sẽ không có cơ hội bị tổn thương. Khi đó, bạn có thể yêu từ cách xa hàng ngàn dặm, không cần phải hiện diện bên nhau. Tình yêu là một hiện tượng tinh thần, còn lòng ham muốn thì thuộc về thể xác. Cái tôi thuộc về tâm lý, còn tình yêu thuộc về tinh thần. Bạn sẽ phải học bản chữ cái của tình yêu. Bạn sẽ phải bắt đầu, từ con số 0. Nếu không, bạn sẽ bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Và hãy nhớ, không ai chịu trách nhiệm ngoài chính bạn. Chỉ có bạn mới giúp được chính mình. Sao người khác có thể giúp bạn được chứ? Không ai có thể phá bỏ cái tôi của bạn được hết. Nếu bạn neo bám vào nó, không ai phá bỏ được. Nếu bạn đã đầu tư vào nó, không ai phá hủy được. Tôi chỉ có thể chia sẻ sự hiểu biết của mình với bạn. Đức Phật chỉ có thể chỉ cho bạn con đường. Bạn phải đi, bạn phải tự đi theo con đường đó. Không ai có thể dẫn đường bạn, nắm tay bạn được hết.